về luôn. Chiếu này là đủ rồi, chết mẹ mình đã chết lên rồi xong rồi. Còn bên kia nữa. Chỗ này mấy trăm? 100 đi. Thank you.
quanh những cái công trình đang thi công. Đây là đường cao tốc buôn Ma Thuột Nha Trang anh em nha. Bây giờ đang triển khai thi công rồi, nhiều cô xe đi chỉ luôn. Đây là những khu công trình đường cao tốc đang thi công đây anh em ạ. Nó sẽ làm qua bên này nhá. Xuyên suốt ở đây là có đoạn giáp ranh giữa Ninh Hòa và giữa Khánh Hòa và Đắk Lắk rồi nhá. Mình sẽ đi theo đường này. Công trình chạy rất là nhiều nên là phải còi liên tục đấy anh em, không là sợ đi gặp mấy cái xe công trình rất là lớn đi qua thì phải kiếm chỗ để mà tránh nhau. Đấy, đường bê tông nhưng mà đường rất là nhỏ hẹp.
đây, đường cao tốc xuyên qua bên kia đây. Bây giờ đang trong cái giai đoạn là đang khoan hầm rồi nhá. Thế cái chỗ này là cái chỗ giáp danh Khánh Hòa với lại Đắk Lắk, là cái khu mà núi rất là cao, là phải xuyên hầm.
giờ chưa nhá. Xe này sẽ đi lên giấy trước nhá, còn bây giờ là xe này đi về luôn.
con này còn
đường cao tốc là đi lên hướng này anh em nhá. Cái này là đi về hướng Buôn Ma Thuột. Đây là cái đường mình đường bên trong nông thôn, và bên này thì đường đất nó bị dốc hết rồi. Giờ nói này không nghe thấy mấy đâu. Đồ ở đây luôn hả? Không, ra ngoài kia đi, chỉ là nhà ông anh tới nhà ông rồi. Lúc rồi trước nhà ông này đây rồi, nhưng mà đợi ông hả? Lấy cái gì? Đồ đây của em à. Còn hết rồi. Ướt hết người, máy hết rồi. Hết rồi, ra đây, lên luôn hả? Đó. Ừ, đi luôn nhé. Đến nhà thay quần áo ra được gì đâu mà. Thôi, giờ còn trùm áo mưa làm gì nữa. Bạn phải đi luôn nhỉ. Hay ốm nhiều lắm nhỉ. Ôi giời, đất khói hút luôn này. Bốn máy hả? Đây, bốn máy, còn cái là hồi nãy là 6 máy. Không nghĩ, bây giờ là 6 máy thôi. Nhưng mà cái này là khỏe rồi. Cái này là cái 4 máy, còn cái là hồi nãy bên đầu còn là 6 máy. Đây, của anh Hương là 6 máy hả? Ừ, 6 máy, hồi nãy là 4 máy. Ôi, lên ăn quá. Mưa rồi còn cho nó uống nước ra. Châm tiểu cho nó. Ôi, coi kia. Ba vừa hát thật đấy.